Mình giá nó nát luôn hả cô ha? Mình nát hết ăn chứ. Nát hết mới ăn. Ừ. Thơm quá cô ha. Thơm chứ. Thơm dữ ạ. Đưa cái máy lại gần xôi mắt cúi xuống như thế này rất là thơm cả nhà. Ôi lại. Từ từ nó trượt á, nó phóng luôn á. Đường này lội quá. Rất là khó đi luôn cả nhà. Từ từ. Từ từ. Ui 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 ui. Ê. Kịp quá. Trượt lắm, nó trượt bắn cái nè. Từ từ, bình tĩnh. Số Mắc Vlog mến chào cả nhà thân thương, quay trở lại màn ảnh nhỏ. Ngày hôm nay Số Mắc lại dẫn cả nhà đi lên miền núi xa xôi, một cái nơi rất là hẻo lánh và hoang vu. Trên này có những người đồng bào miền núi, người dân tộc Rắc Lây, họ sống và sinh hoạt ở trên những cái miền núi rất là cao cả nhà. Ngay phía trước mặt cả nhà đó là một cái căn nhà sàn của người đồng bào. Họ dựng lên ở trên này. Họ ở và họ chăn nuôi, sinh hoạt, cuộc sống ở trên này cả nhà. Khu vực này á, rất là hoang vu luôn. Chỉ có duy nhất một cái căn nhà này ở đây. Cũng không hiểu sao họ lại lên ở có một mình trên này cả nhà. Có một hộ này thôi. Bây giờ Xuân Bắc mời cả nhà tìm hiểu hoàn cảnh ngày hôm nay của họ như thế nào nha cả nhà. Ở xa xa góc này này, nãy giờ nhìn hoài mới thấy cô luôn. Có một cô mặc áo đỏ, đội cái nón lá và cầm trên tay một cái cây. Cô đang làm cái công việc gì ở trên này cả nhà? Con chào cô. Dạ. Cô cho con đeo cái này cho cô chút xíu nha. Cô mặc cái áo đỏ đẹp quá. Cô ơi, cô cho con biết tên cô được không cô? Cô tên gì? Chèm lẹ thì lạn. Cô lạn. Chèm lẹ thì lạn. Cô lạn. Chèm lẹ thì lạn. Lạn. Dạ. Cô lạn. Dạ. Dạ. Cô lạn năm nay cô được bao nhiêu tuổi rồi cô? Dạ, cô chắc có thể không biết tuổi đâu. Không biết tuổi. Không biết. Con không biết chưa mà. Cô sinh năm bao nhiêu cô biết không? Không có biết hết luôn. Không biết sinh năm bao nhiêu luôn. Không biết luôn. Không biết tuổi luôn. Dạ. Mình ở trên núi này lâu chưa cô? Ừ, lâu chứ. Lâu rồi. Dạ. Bao nhiêu lâu cô biết không? Con không biết luôn. Không biết luôn. Cô đang làm cái công việc gì đó cô? Tía bắp bậy bạ. Gieo bắp hả? Dạ, tía bắp nè. À, gieo bắp bậy bạ. Ừ. Sao cô lại nói là gieo bắp bậy bạ? Tía bắp đó, tía bắp nè. À, mình gieo bắp. Ừ, tía bắp. Tía bắp. Dạ. Dạ. Cô ở trên này với ai cô? Ừ? Cô ở trên cái nhà chòi trên này với ai? Một mình ở với hai chồng, vợ chồng đi bên viện rồi mà ở một mình ở với thôi. Có hai vợ chồng thôi? Dạ. Chú đi bệnh viện rồi. Dạ. Chú bị bệnh gì cô? Bị lao phổi. Lao phổi. Dạ. Ho nữa. Ho nữa. Đau tay, đau chân nữa. Đau tay, đau chân nữa. Ừ. Tên này là cái gì đó? Không hiểu nữa. Đau gút. À, chú bị gút nữa. Dạ. Gút bị lao nữa, lao phổi nữa. Chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Không biết nữa. Không biết luôn. Ừ. Già quá rồi. Dạ. Chú có biết tuổi của mình không cô? Hả? Chú có biết tuổi của chú không? Của con là biết hết của con mà quê cũng có biết. Con cũng biết chứ. À. Có con biết. Cô có bao nhiêu người con? Nói được nè, bốn con đó, bốn đứa. Hai tay, hai gái.
4 người con, hai trai hai gái. Dạ. Có gia đình chưa cô? Có hết rồi. Có hai gia đình hết rồi. Ừ. Có ở với cô chú không? Hả? Có ở không, với cô chú ở không? Ở riêng không à? Ở riêng hết rồi. Ừ, riêng hết rồi. À. Có nghĩa là con trai là lấy vợ là đi theo vợ. Đi theo vợ. Dạ. Còn con gái? Con gái làm ăn riêng nó hết rồi. Làm ăn riêng hết rồi hả? Ừ. Hay là lấy chồng rồi đi theo chồng? Không, làm ăn không đi theo chồng rồi vẫn làm ăn thế này thôi. À. Ừ. Làm ăn nhưng mà ở riêng hết rồi. À, ăn riêng. Dạ, có hai cô chú là ở đây thôi. Dạ. Dạ. Ở rể làm ăn nuôi heo, nuôi gà đó. Nuôi heo, nuôi gà. Dạ. Rồi trồng bắp. Trồng bắp. Hái trái ra rừng ăn. Ừ. Chú bị bệnh mấy hôm rồi cô? Ừ, lâu lắm rồi. Lâu lắm rồi hả? Dạ. Đi bên viện khuế, về nhà đau ốm cái này kia, đau tùm lum tả la. Đau tùm lum tả la luôn. Ừ, bên như. À, xong đi bên viện, xong bắt đầu về nhà, lâu bệnh lại, thấy phát lại, đi khám hoài à. Đi khám hoài luôn. Ừ. Rồi chú có làm gì được phụ cô không? Nếu khuế thì làm chứ, nếu muốn khuế ở nhà cũng không làm gì được đâu. Khỏe mới làm được. Ừ, khuế thì làm được, nhưng mà không khuế ở nhà thôi. Không khỏe là ở nhà thôi, có mình cô làm thôi. Ừ. Dạ. Cái cô công việc hàng ngày của cô đó là chăn nuôi. Ừ. Heo, gà, anh chị đi. Nuôi heo, ừ. Nuôi gà. Mình có bao nhiêu con heo cô? Hai con nè, ba con nhỏ một con. Đó. Ba con heo, ừ. Hai con lớn một con nhỏ. Ừ. Dạ. Gà thì bao nhiêu con? Ừ, gà nhiều chứ. Nhiều hả? Ừ. Là bao nhiêu? Nó có tin là biết. À, mình nuôi ở trên rẫy trên này. Ừ. Con đâu thấy gà đâu. Gà đi được hết rồi. Chạy hết hả? Dạ. Dạ. Gà là mình nuôi mình lấy cái ăn hả? Ừ, ăn bắp chứ. À. À, cho bắp ăn. Hàng ngày cô ăn cái gì? À, cô thì ăn cơm không chứ, cô tiền thì mua thịt ăn, cô có tiền thì ăn cơm không. Ăn cơm không? Dạ. Nhà còn gạo không cô? Có chứ. Còn nhiều gạo không? Ít ít thì đâu có nhiều đâu, bố nhà nước phát gạo ăn 10 ký ăn. À, nhà nước phát gạo cho 10 ký. À. Chứ không có tiền mua. Không có tiền không mua. À, cũng không có tiền. Mà già đâu có kiếm tiền được đâu. Hai ông bà già không kiếm tiền được. Ừ. Không có thịt cá ăn luôn. Không có. Không có gì hết. Ừ, không có thịt ăn nữa. Dạ. Cô làm xong công việc chưa? Còn cái này thôi, xong hết rồi. Xong hết rồi hả? Ừ. Cô dẫn con về nhà, con thăm nhà cô tí được không? Nhà này hả? Canh chòi nè. Được chứ. Dạ. Xin bác mời cả nhà cùng với cô đi về cái canh chòi cô ở, hai cô chú ở trên này. Xem một chút xíu cả nhà nhé. Mùa này mình có đi hốt phân bò được không cô? Nó không được đâu. Ướt quá. Ướt quá hả? Ừ, làm không có được. Hai cô chú ở trên này. Cái căn nhà này là hai cô chú dựng lên hả? À, mỗi lúc của con cháu làm chứ còn rể đó. À. À, làm cho mà lắm núi mà già rồi con làm giúp chứ. Dạ. Cái lúc mà con cái đang còn ở đây thì con cái phụ dựng cái nhà này. À, dựng cái nhà bây này. Giờ đi làm xa hết rồi. À. Lấy vợ gả chồng rồi ở bên chồng hết luôn. Dạ. Còn có hai ông bà già nương tựa nhau thôi. Ừ, tự làm sống thôi. Tự làm sống. À, có thì ăn, có thì thôi. Dạ. Con thấy đằng sau cô là có cây chuối này. Chuối này mình làm cho heo hả cô? Dạ dạ, làm cho heo ăn nè. À. Cắt chuối cho heo. Ừ. Sáng giờ cô cho heo ăn chưa? Chưa. Chưa cho ăn đâu. Chưa cho ăn. Dạ. Ở trên này
Có điện nước gì không cô? Không có. Không có điện nước gì luôn. Ở tối luôn á. À, tối luôn. Ừ. Tối mấy giờ cô chú ngủ? À, ăn xong khoảng 5-6 giờ ăn, ăn xong ngủ. À, 5-6 giờ ăn cơm, ăn rồi ngủ. Ăn xong ngủ. Ngủ tới sáng luôn. Dạ. Nước mình đi mình lấy nước xa không cô? Có nước nè. À. À, xin nước nè, múc nước này uống. Múc nước ở đâu lận? Nè, có rồi đường đi múc nước đó. À, xuống suối lấy. Dạ. Dạ. Sáng giờ cô ăn gì chưa? Chưa ăn nè. Chưa có nấu cơm gì hết á. Chưa nấu cơm gì hết. Ăn một mình không thích ăn đâu, một mình. Ăn một mình không thích ăn luôn. Chú bệnh không muốn ăn hay sao cô? Dạ. Chú bệnh ở Phan Rang biết khỏe biết không vậy, tôi rất buồn lắm. Chú ra bệnh viện ngoài Phan Rang. Dạ. Là chú ở trên viện là bao lâu, tới nay mấy ngày rồi? À, lúc hộp bộ đi một ngày thứ sáu. Ngày thứ sáu rồi. Dạ. Rồi cô có lên thăm chú không? Không. À, tiền họ gửi một người 28, một người 28 đó là gửi con đi chăm sóc nó luôn. À. Ừ, người giúp người 28, người 28. Giúp người 200, 200. Dạ. Vậy thôi. Ừ. Xong dạ. Gửi chăm sóc bà tên đó nhớ, nên em về thôi. Dạ. Ở đây ngoài chăn nuôi, trồng bắp ra. Dạ. Cô còn làm cái công việc gì để kiếm tiền không? Không, đi làm đâu có được đâu. Không đi làm gì được không, hết? Không, ở nhà không. Cứ lo làm tỉa bắp này, bắp khô rồi bẻ bắp xong rồi bắt đầu là phơi cho tá nở muỗng thuốc này, muỗng thuốc xịt đó. Dạ. À, thuốc. Là trả nợ. À, tá nợ, dơ thì ăn, không dơ thì thui. Dạ. Bao lâu rồi cô không ăn cá? Đâu có ăn cá, đâu có ăn gì đâu, ở nhà mình không có cái gì hết á. Không có cái gì hết. À, có cơm đấy nè, ăn không có ăn cũng vô đâu. Không ăn vô luôn. Cơm có cơm rồi mà ăn không có vô này, cũng như này. Dạ. Không có gì ăn hết. Không có cái gì ăn có hết. Có cơm không thôi. À. Ngày hôm qua là ăn cái này, ăn chua này, có cá, một con hai con. Ăn chưa quá đau bụng, ăn không nổi. Ăn không nổi đâu, bụng ăn không nổi. Ừ. Cô có hay ốm đau gì không? Ờ, có lúc khỏe, có lúc bệnh đau bao tử. Đau bao tử? Dạ. Trời đau bao tử. Ui, lúc ăn chưa quá, ăn không có được. À. Đau liền. Đau liền. Lúc nào mình ăn được thì mình mới ăn. À, mình ăn được thì ăn. Dạ. À, mà đi kim màng ăn, làm canh ăn, ăn nhiều quá cũng đau bụng. Ăn nhiều quá cũng đau bụng. Ừ. Đi kiếm măng hả cô? À, măng đó. Kiếm măng ở đâu? Ơ, thưa cha thì cũng cứ ở đỉnh xa lắm. Xa lắm hả? Ừ, dạ, xa lắm. Trên núi? Trên núi luôn. Dạ. Nhưng mà kiếm măng về là mình ăn nhiều là đau bụng. Ừ, ăn nhiều quá đau bụng. À, là cô bị đau bao tử. Ăn một lần thì được. Dạ. Ừ, ăn không biết ăn cũng được đâu, đau rồi bụng. Cứ ăn cơm không vậy thôi? À, ăn cũng không, có thích thì ăn, thích thì thôi. Thích thì ăn, không thích thì thôi. Ừ. Rồi sức đâu làm? Ờ, cứ làm đệ. Cứ làm đại hả? Ừ, làm đệ. Lấy gì mà ăn, không có gì hả? Có tiền thì mua cá một cá khô đó, 10 ngàn. Lấy canh chua đó, bột canh chua đó. Ừ, chua quá ăn được đau bụng liền à, vậy thôi. Đau bụng liền. Ừ. Dạ. Thương cô chú quá. Chú bị bệnh phổi đó. Ừ. Rồi bị cút nữa. Bị cút nữa. Rồi đau tay chân tùm lum như vậy đó. Rồi chú đi viện có tốn tiền nhiều không cô? Thế cô về nhà đâu mà biết. Có tốn tiền chứ, mua là muộn tiền quang. À, mua là phơi bắp xong ta lại 2 triệu đi theo lòng đó. Xong đó, hết tiền rồi. Người ta đưa một người 28, một người 28, xong đi lại. Mượn của... Không phải mượn đâu, người ta hỏi, người ta cho chứ. À, người ta cho, người ta thấy khổ quá, người ta cho. Người 28. Người 200. Ừ. Bà con ở dưới làng hả cô? À, ở đó, trên đó. À. Nghe ơ. À, mà đâu đấy? À, mà đi bệnh viện. Bệnh gì? Là phổi. Ồ, thì tuổi quá. Người ta cho. Người ta cho. À, một mình tê là 50 ngàn. Ai cũng cho hết. Nữa. Rồi lúc nào có tiền thì trả lại. Đâu có ta đâu, người này cho không. À, cho luôn rồi. À, dạ. Cho luôn. Coi như là cho để chú đi viện. À, à. Chứ cũng không có tiền để đi viện chữa bệnh. À, họ cho tiền á. Dạ. Tới nay là 6 ngày rồi, chưa về. Chưa về. Rồi cô có biết tin gì không? Tin gì? Tin của chú khỏe chưa?
hay là sao không? Nói rồi bố, mình phiền cho bị bác sĩ đâu có nói đâu, ngày nào về đâu không có nói. Không nói? Không nói luôn. Không biết luôn? Không biết luôn. Dạ. Trời ơi. Rồi mấy hôm nay cô ở mình có một mình thôi? Có một mình thôi. Rồi, cứ làm việc chăn nuôi, lúc nào đói thì ăn. Trồng bắp, trồng ấy ăn vậy thôi. Bắp mùa này mình trồng có trái nhiều không cô? Ờ, tại ít lắm. Hồi mùa rạ bòn tung không có mùa đó. Dạ. Ở trên này con thấy đất núi này cũng cũng rộng này. Rộng chứ. Mà mình sao mình không trồng thêm gì ngoài bắp để mình kiếm tiền? Không biết gì hết á, không biết làm ạ. Không biết làm gì hết? Tống cứ bắp xong thôi, vừa khùn, bé bé trong phơi phơi lấy tiền ăn, tá nợ thuốc, bà dơ thì ăn, dơ thì thôi. Không biết làm cái gì hết á. Không biết làm gì luôn? Không biết. Chỉ biết trồng mỗi cây bắp thôi. Hả? Ờ. Tiếng cái gì tiện thì đau, toàn đau rồi bà, tay thì ăn, không có tay thì thôi. Không biết, ngủ ngủ chỗ luôn, không biết làm thế nào. Có điều, à, có điều là có trái thì ăn, không có trái thì thôi. Tay thì ăn, tay thì thôi. Cái điều ở đây là cô chú chồng hay sao? Chồng chứ. À, chồng điều. À. Hồi bữa, lúc nhỏ hồi bữa là tay nhiều chứ, bữa này tay ít quá. Trái ít quá hả? Dạ. Rồi mình trồng điều như thế này, mình có phải mua phân bón, mình bón không cô? Không có. Không, không hả? Luôn ạ. Để không vậy thôi. Hả? Rồi để không vậy là sao cho trái? Không có tay gì hết ạ. Một cây hai ba tay, một cây hai ba tay vậy thôi. À. Coi như là cứ trồng vậy được trái nào hay trái nấy. Ừ. Có thì ăn, có thì thôi. Không có không thì biết làm gì hết á. Dạ. Chứ mình cũng không có tiền mua phân bón. À, biết cái đủ không có tiền mua phân bón. Phát cỏ, bơm thuốc. Dạ. Là chỉ có vậy thôi. Ừ. Phát cỏ đó là bơm thuốc cũng để lên nửa quăng, à, có té đào để ta nửa đó lại. Dạ. Mình chơi thương không có gì hết lắm, được hết á. Hôm nay con gửi con thăm cô chú này. À, cô biết con tới làm gì không? Không biết. Không biết. Thương quá. Họ không biết xuống Bắc đến để làm gì cả nhà. Nhưng mà khi mà xuống Bắc hỏi về cuộc sống của họ thì họ vẫn chia sẻ rất là vui vẻ, chia sẻ về cuộc sống của họ cả nhà. Hôm nay con tới con thăm cô á là con mang gửi cho cô một phần quà. Khi mà con biết cô và chú là hộ gia đình khó khăn ở trên này, khi mà con đi từ dưới làng con chạy đến đây này, người ta chỉ. Con đi tìm mãi mới thấy con chú ở trên này. Xa quá. Ừ. Dạ. Mới tìm thấy. Sao mình không về làng mình ở cô? Ở trên đó cũng không có được. Nhưng mà nuôi gà, nuôi hiểu cũng không có được. Không nuôi gì được hết. Nuôi là chết liền à. Nuôi là chết. Ở trên này nuôi gà. Có đất nuôi không? Hả? Ở dưới làng có đất nuôi không? Từ đó hả? Dạ. Không có. Không có. Có nhà chứ, nhà trên đó có. Nhưng mà... cho con ở đi, mình ở ngoài đấy mình sướng hơn, nuôi gà nuôi heo như vậy. Nhà đó là mình xây hay là nhà nước cho vay tiền nhà nước xây? Nhìn này hồi bố lúc con mình lúc ông chồng mình khuê hồi bố tự mình làm thôi. Bữa này nhà nước đâu có cho đâu. Yeah. Làm xong rồi cho con ở đi, mình ở ngoài đấy. Hai ông bà lên trên này ở. Nuôi heo, trên đó nuôi heo gà, chết hết luôn. Chết hết luôn. Hai ông bà dắt nhau lên núi ở. Ở trên này nuôi gà, nuôi heo sướng nên vậy. Ở trên này thoải mái hơn thoải hả cô? Thoải mái, ngủ sướng, thoải mái. Trên đó ngủ không có được. Xe đi tùm lum tả la, ông chồng nên vậy. Ồn ào. Ồn ào quá. Ồn ào xe quá, không chịu nổi. Không chịu nổi. Đi lên trên này yên tĩnh hơn. Mặc dù là hoang vu nhưng mà nó yên tĩnh hơn. Mình ở nó khỏe hơn hả? Ở trên này. Hồi nãy con nói cô á, là con mang tới cho cô một phần quà, có gạo này, có cá, có mì gói, có dầu ăn, có nước tương, muối, bột ngọt. Cô vui không? Vui chứ. Cô vui lắm hả? Vui lắm. Bây giờ chưa thấy quà cũng vui hả? Nghe nói có quà là vui hả cô? Vui chứ, thấy quà vui chứ. À,
Thấy cá là vui liền à? Thấy cá là vui liền. Sao thấy cá lại vui? Vui chứ, thích ăn mà. Thích ăn? Ừ. À, cô thích ăn cá. Ừ. Mà không có tiền mua cá ăn. Ăn. Dạ. Thương quá. Bây giờ con trao quà cho cô nha. Con gửi quà cho cô, rồi cô nấu cơm cô ăn. Chứ không có ăn cơm không nữa. Cô đồng ý không? Đồng ý chứ. Đồng ý chứ. Cứ ăn cơm không vậy thôi. Ừ, ăn cơm không à, không có gì mà ăn. Không có nấu canh, nấu gì ăn hết hả? Canh đâu có thấy canh đâu mà nấu ăn. Không có gì để nấu canh ăn. Ừ. Cái căn nhà của cô chú ở trên đây á, mình thấy xuân mắt thấy dựng lên cũng rộng. Nhưng mà nó cũng trống trơn nè cả nhà. Bây giờ xuống mắt mời cả nhà vào trong để xem cái căn nhà của cô chú nha. Bây giờ đi leo lên trên này nè. Khá là cao luôn cả nhà. Ai da, ai da. Ai da. Tối quá, để xuống mắt mở cái đèn. Trong này không có gì hết hả cô? Không có bắp thôi hả? Bắp này nè. Dạ. Bắp này mình thu hoạch được có nhiêu đây hả cô? Ừ, ít quá. Cái nhỏ nhỏ chứ. Ít quá hả? Ừ. Rồi bắp này mình để mình ăn hay mình làm gì cô? Để dành phơi khô giả làm gạo ăn chứ. À, để dành phơi khô. Ừ. Giả ra. Dạ. Rồi đổi bắp mua gạo. Ừ. Có tiền mua gạo ăn. Trời, bắp đây còn nhỏ hơn những cái bắp mà Xuân Mắt đã từng quay của người đồng bào nữa cả nhà. Có chút xíu à. Mà hạt nó cũng nhỏ nữa. Sao ở đây cái bắp trái nó nhỏ dữ cô? Hạt nó nhỏ dữ vậy? Hôm bữa không có mùa đâu, thì nắng quá. Nắng quá. Ừ. Rồi hạt nó được chút xíu vậy thôi. Ừ, chút xíu à. Trời ơi. Có nhúm này thôi. Cái này là cô đang nảy hạt hả? Nảy hạt bắp hả? Dạ. Dạ. Cái này là mình phơi chưa cô? Cái này là để rang sừng da ăn á. À, cái này là phơi rồi. À, phơi rồi. Bây giờ rang thôi. À, rang sừng da ăn. Rang là giả ăn. Dạ. Dạ. Được nhiêu đây? Cái này là cái đùm gạo đúng không cô? Ừ. Cô cho con xem coi còn gạo không? Nó có gạo đó. Chứ cái này là cái gì? Còn gạo trong này không cô? Đậu. À, đậu chứ không phải gạo, không có gạo. Gạo nè. Dạ, rồi cô mang cái bịch gạo qua đây con coi nè. Bỏ qua đây luôn đi cô. Bịch gạo á. Bịch gạo nhà nước cho nè. À, cái này nhà nước cho. Dạ. Gạo bao này mấy ký? Chắc 10 ký. 10 ký. Bao này 10 ký nhà nước cho cả nhà. À, nhà nước cho. Không có tiền mua gạo luôn. Thương mì quá. Tôm một thùng, gạo một bị đó vừa. À, một thùng mì tôm. À. Nhà nước cho. Mắm nữa. Mắm nữa. Còn có nhiêu đây gạo thôi. Cô mở bịch gạo đó con coi tí cô. Lủng luôn rồi. Lủng hết rồi. Sao cô không bỏ vô cái bịch lành á, nó rớt gạo nè, không có gạo ăn nè cô. Đó, lủng rồi. Nhìn họ kham khổ quá cả nhà. Cô đói bụng chưa? Không có đầy bụng gì hết nè, từ sáng đến chiều sáng giờ không ăn gì hết. Ăn gì hết á. Không có thấy gì đâu mà ăn. Không có đầy luôn. Không có gì ăn. Không có gì ăn. Không muốn ăn luôn. Không muốn ăn luôn. Trời ơi. Bây giờ con gửi cá cho cô. Cô nấu ăn cô ăn nha. Dạ.
thèm ăn cá đúng không? Thèm ăn cá có cá chứ mà ăn cơm không cá không ăn luôn. Không có cá là nhịn ăn luôn. Phải ăn luôn. Dạ. Không có can không. Không có gì ăn đi hết. Đi kim bằng ăn được thưa nhưng mà đau bụng là khỏe ăn luôn. Đau bụng là khỏi ăn luôn. Ao là đang ao như ăn đi kim bằng vẫn có vẫn được nhưng mà đau bụng ăn không có được. Dạ. Khỏe ăn luôn, nhịn luôn. Cô có mơ ước gì không? Có mơ ước gì cho cuộc sống của cô chú không? Con cũng có cái gì hết, cứ em ngủ như vậy thì cũng biết gì hết á. Có mơ ước cho chú nhanh khỏe mau về với cô không? Mơ như vậy chứ mà không có được, mình mơ ước chứ. Còn ông chồng mình khỏe về nhà đi kiếm ăn với bà chứ, một mình đi đâu cũng không có được. Một yeah. mình thì sợ chứ, đi kiếm ăn xa quá sợ, kiếm ăn không có được, kiếm cái gì không có được. À, một mình là cô đi xa quá cô sợ. À, sợ. Ờ, đi kiếm ăn ở xa quá cũng sợ, không có dám đi. À, không dám đi. Thả có chú nhà. Về. À. Khỏe, chú về. Khỏe, đi chung nhà luôn. Thì hai vợ chồng ăn. Đi kiếm ăn, à. Mót măng. À, mót măng. Ở một mình, đi kiếm măng sợ quá. Sợ quá hả? Măng có núi, xa quá. Xa quá. À, xa quá. Hai người một ít, một người một ít. Thêm lại thành nhiều như vậy chứ. Mình đi một đầy vui luôn, ơ măng không nổi đâu. Măng không nổi. Măng không nổi. Mà đi Tây Quang nữa, ơ mệt lắm, đi không nổi. Con thấy đằng sau cô có hai cái bình. Hai bình đó là bình thuốc hả cô? À, đó là bùng thuốc đó. À. Không có lên nữa, bữa nào lại về bác khu rồi phơi. Phơi khu rồi, ta nợ. À, đang còn nợ. À, nợ con nè, chứ có ta. Hai cái bình đó cô mua bao nhiêu tiền? À, một cái bình là 1,5 triệu. Hai cái bên là 3 triệu. 3 triệu. Vay tiền mua đang còn nợ. À, nợ. Cái đó để mình tưới bắp hả cô? Không phải tưới bắp đâu, đi là xịt đó, xịt thuốc đó. Xịt thuốc, à, xịt cỏ hả? Xịt cỏ. À, xịt cỏ để trồng bắp. À, xịt xong trồng bắp. À. Trời ơi, cuộc sống của cô chú thiếu thốn đủ thứ cả nhà. Mua cái gì cũng phải vay. Vay không? Phải mượn. Tiền cũng, thuốc cũng vay hết á. Tiền thuốc men cũng vay, bà con thấy khổ quá rồi cho cô chú tiền đi bệnh viện. Gạo trong nhà thì nhà nước cho mới có ăn, còn không là không có ăn, nhịn luôn. Ăn bậy bạ. Ăn bậy bạ, người đồng bào hay nói là ăn bậy bạ đó cả nhà. Thì họ ăn bắp này, rồi ăn trái rừng, lá rừng, họ nấu họ ăn đó. Cái chảo rang của cô đẹp quá cả nhà. Bây giờ cô bắt đầu rang bắp. Mình rang xong mình mới giã hả cô? À, rang xong giã ăn. Giã ăn? À. Đây là món ăn hàng ngày của mình hả cô? Ừ. Khi nào có bắp là mình đều ăn như vậy. Ăn thế này thôi. Rang lên giã và xay là ăn thôi. Không nấu nữa. Không nấu nữa. Chín thì nấu là gì nữa, dài dài cũng ăn. Chín rồi. Có canh ăn chung với canh luôn. Nấu chung với canh luôn. Mà khỏe. À, nấu canh ví dụ mít này, mít còn đây này. Bé mít này làm canh ăn, ăn chung luôn đó. Giá xong nữa. Bẻ mít làm canh ăn luôn, ăn với bắp luôn. À. Có cùm nhưng mà không thèm ăn, có cùm chưa mà không thèm ăn, ăn đằng bể đằng bả. Còn gạo mà không ăn, để dành. Để dành chứ. Là ăn bậy ăn bạ thôi, sợ hết gạo hả cô? Sợ hết gạo đó. Sợ hết gạo. Ăn để dành chứ, ăn hết gạo. Ăn hết là không còn gạo ăn. Bắp một cái khô này. Thấy thương cô quá. Có gạo mà không dám ăn. Để dành. Sợ hết cả nhà. Thèm cá. Muốn ăn cá mà không có tiền mua cá ăn. Gạo nhà cô á, là gạo nhà nước cho. Mì, tôm,
cũng của nhà nước cho. Ăn, có thì ăn, không có thì lại nhịn tiếp. Rồi tiền mà chú đi khám bệnh đồ này kia cũng không có nữa cả nhà. Bà con miền núi họ thương quá, họ cho để mà có tiền đi chữa bệnh. Con thấy mấy cái cây đều cô chú trồng á, không thấy lá, toàn thấy cành không à, cũng không thấy trái luôn. Nó bị khô hả cô? Nó thiếu chất hả? Cô ơi. Hả? Cô không nghe luôn cả nhà. Không biết nữa chăng vậy ạ? Dạ. Đằng xa đó, đằng sau đó cả nhà thấy đó, đó là những cái cây điều cô chú trồng. À, thường á, những cái cây điều không mất thấy á, là lá nó rất nhiều nha cả nhà. Còn những cái cây đây á, toàn là khung xương không, không có lá luôn. Lá có chút xíu ở trên nè, cũng không có trái gì luôn. Ít trái lắm cô hả? Ít trái lắm. Con nghĩ nó ít trái là do nó thiếu phân bón. Chăng vậy? Nó không có phân bón, nó không có cho trái. Chăng vậy? Nó thiếu chất. Tại vì cái chất đất ở đây nó đã nó không đủ chất rồi. Nhìn tới nơi là bơm thuốc phát cỏ xong lấy lưới giường đó bơm có tay đến năm rồi bữa phá hoặc hết rồi rồi lấy thuốc nữa bơm đâu có tay cũng ít nè, bơm ít nè, không có trái, không có tay, tay ít quá. Bắp cô xay thơm quá. Bắp cô rang rất là thơm luôn cả nhà. Bây giờ cô bắt đầu giã bắp. Đây là cái bữa ăn hàng ngày của cô chú này cả nhà. Mình giã như vậy là mình ăn luôn hả cô? À, giã xong ăn luôn. Giã xong là ăn thôi. Dạ. Giã lâu không cô thì được. Cô giã lâu không? Lâu chứ. Bao lâu thì được? Cô giá bao lâu thì mình ăn được á? Cô ơi. Dạ. Cô nghe. Hình như số mất thấy cô cũng lãng tai cả nhà. À, nói lớn tí thì cô mới nghe, cô tập trung á thì cô nghe. Mình giã nó nát luôn hả cô hả? Mình nát hết ăn chứ. Nát hết mới ăn. Thơm quá cô ha. Thơm chứ. Thơm dữ ạ. Đưa cái máy lại gần xuống, mắt cúi xuống như thế này rất là thơm cả nhà. Cô ơi, cô giã nhẹ nó văng lên phí, uổng lắm cô. Ừ, biết rồi. Dạ. Là mình ăn không vậy hả cô? Ừ. Cô cần ăn không, cần không cần ăn không. Ồ, dạ. Trời, nó khô lắm không cô? Ăn kẹt cường. Cô đứng đây với con nè, cô đứng đây với con nè. Cho con xem cái chén bắp của cô nè. Đây cả nhà. Đó. Cô ăn, cô xay ra và cô ăn như vậy. Ăn không như vậy thôi. Thơm lắm nha cả nhà. Sơ mắt thử một miếng nha. Cho con xin phép thử một miếng nha cô. Rất là thơm luôn. Nó nóng nữa cô ha. Trời ơi. Họ ăn không như vậy cả nhà. Không có canh, không có gì hết á. Hôm nay con ghé con thăm cô. Thăm cô với chú. Dạ. Con gửi cho cô chú phần quà. 2 thùng mì. Phần quà này là một phần quà của Mạnh Thường Quân. Nhờ con mua
gửi đến cô chú một bịch cá cơm. Cô thấy cá cô vui không? Vui lắm. Dạ. Vui cô ha. Ừ. Con để đây nha. Dạ. Một bịch cá cơm khô 1 ký. Cá này là size lớn cô nha. Ừ. Dạ. Cá này cô biết cá gì không? Không biết luôn. Không biết cá gì hết hả? Không biết. Cá này cô biết không? À, cô biết cá này, biết thấy. À, cá này thấy rồi. Dạ. Cá này chưa thấy bao giờ. Dạ. Cá này là cá ngân khô. Dạ. Con gửi cô 1 ký luôn nha. Dạ. Cái này cô cầm giùm con đi. Đó. Bây giờ tay cầm quà rồi. Vui cô ha? Vui chứ. Hồi nãy là không thấy quà. Chỉ nghe nói thôi. Rồi con gửi thêm cho cô 2 chai dầu ăn nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn nhiều nha. Con để ở đây. Cảm ơn rất nhiều ạ. Cô cảm ơn Mạnh Thường Quân. Ừ. 2 bịch bột ngọt luôn cô nha. Ừ. 2 bịch bột ngọt con để ở đây nha. Ba bịch muối. Rồi con để chỗ này. Mì gói mang đi ăn cùng mấy chú cháu. 2 chai nước tương. Ừ. Cô ha. 2 chai nước tương thì Xuân Bắc sẽ để ở đây. Đó. Hết chưa? Ngoài ra thì con mang tới cô chú 1 bao gạo 10 ký. Ừ. Con để ở đây. Đây là toàn bộ phần quà của Mạnh Thường Quân. Ừ. Nhờ con mua gửi đến cho cô chú. Phần quà này là của cô Quế nha cả nhà. À, Xuân Bắc dùng cái số tiền của mua của cô gửi để mua những cái phần quà như thế này gửi cho bà con miền núi. Họ thấy quà họ mừng lắm cả nhà. À, hồi nào giờ có ai tặng quà cho cô chưa? Chưa. Có nhận được quà nhiều như vậy không? Được, bà có 1 thùng mà nhà nước cho 1 thùng. 1 thùng. Tôm, gà một bao 10 ký. À, 10 ký. Có gà. Vậy thôi. À, cứ vậy thôi. À, chưa bao giờ được cá. Không có. Mắm muối dầu ăn cũng chưa dầu bao giờ có. Dầu có một chai dầu. À. Ừ, ăn hết rồi. Ăn hết rồi. Ừ. Dạ. Bây giờ thấy quà trước mặt rồi vui cô ha. Vui chứ, thấy vui, cảm ơn con rất nhiều ạ. Cô gửi lời cảm ơn Mạnh Thường Quân dùm con. À, cảm ơn Mạnh Thường Quân. Cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn Thường Quân. Dạ. Cả nhà thân thương, đó là hoàn cảnh của cô. Thấy thương cô lắm cả nhà. Cô không biết năm nay cô bao nhiêu tuổi luôn. Cũng không biết là cô sinh năm bao nhiêu luôn. Chú cũng không biết luôn. Tuổi của chú bao nhiêu cô cũng không biết luôn. Rồi nhà không có cái gì hết cả nhà, toàn là đi vay và bà con thấy khổ quá, bà con cho tiền. Mặc dù là người đồng bào ở trên này họ đa phần đều thiếu thốn nhiều lắm cả nhà. Nhưng mà hoàn cảnh của cô chú là khổ hơn. Người ta thấy, người ta cho, người ta thương, người ta cho. Chú bị bệnh, đi bệnh viện không có tiền, bà con cũng cho. Rồi ở đây có thì ăn, không có thì giã bắp, rang bắp. Ăn như vậy đó cả nhà, cái cuộc sống của họ là như vậy. Thôi con cũng chúc cô chú thật nhiều sức khỏe. Yeah. Chúc chú sớm mạnh khỏe trở về nhà với cô. Yeah. Rồi cô chú đi làm cái công việc bình thường, chứ một mình cô là cô sợ cô không dám đi. Mm. Cô ha? Dạ, mình cũng sợ cũng được. Xuân Bắc thay mặt gia đình cô gửi lời cảm ơn tới tất cả cô chú anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Cảm ơn cô Cuối đã mở tấm lòng vàng gửi những cái phần quà này đến bà con khó khăn miền núi. Xuân Bắc không biết nói gì hơn. Kính chúc tất cả các cô chú, anh chị, quý vị Mạnh Thường Quân cũng như là tất cả quý vị khán giả đang xem qua màn ảnh nhỏ kênh Xuân Bắc Vlog thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui bên gia đình và người thân của mình. Cảm ơn cả nhà đã yêu thương. Còn bây giờ Xuân Bắc xin phép được kết thúc video ngày hôm nay ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những video tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà. Cô chào khán giả với con nha. Dạ. Dạ.